thích cái kiểu bóc 03 này nhất nè. Cái kiểu mà đội phơm ngang nhìn nó kiểu nó rất là đẹp, khác với cái bóc 01. Cái đuôi của nó sẽ ngắn hơn một chút, nó ít nhọn hơn. Sau này nó có cái ống xả ngoài sau nè, nhìn ngang các bạn sẽ thấy nó rất là ngầu. Thì các bạn có thể nhìn coi cái kiểu dáng của nó, các góc này ha. Chắc mình phải có một cái buổi nào đó, nó có cái mỏ ngoài trước đây, nhìn nó dễ thương, nhìn nó khác với những cái nón nãy giờ mình trình bày lên. Chào mọi người trở lại với Happy Channel. Thì video này mình sẽ đội thực tế chiếc mũ bóc 01, 02, 03, 04, 07 và bóc Faken cho các bạn. Tại vì có nhiều bạn là nam với nữ luôn á, là hỏi cái mũ này đội thực tế thì nó nhìn như thế nào. Thì bữa nay mình có mời một bạn nữ để trình diện cho các bạn thấy một cách là thực tế nhất ha. Ở đây đang là cái mũ bóc 01. Chiếc mũ này thì ra mắt lâu rồi nha. Cái đặc trưng của nó là nó có cái kính ngoài trước và cái đuôi nhọn phía sau này, đuôi nhọn và nhỏ và một tầng như này nữa. Nó thì cái giá nó tầm khoảng là 580 đến 650. Các bạn có thể coi mình đội thực tế ha. Ở đây là màu đen đỏ nè, em đội lên thử xây cho các bạn coi luôn ha. Cái của mình là cái màu bông tuyết là winter test. Rồi cứ kệ. Cái nón này á thì cái kính này nè, bạn không sử dụng thì có thể là treo lặt lên, nó là những cái nút hút 500. Còn khi á đi chạy chối, bạn đi xe đạp, bạn đi chơi thể thao thì nó chối ánh sáng mạnh á, thì bạn có thể dùng cái kính này bạn bật xuống để cho giảm cường độ sáng. Kính như thế này nè, bật xuống gắn vô những cái nút này á thì nó che gì, nó sẽ che hết tầm mắt luôn nha. Em quay qua một bên luôn cho bạn coi ha. Kiểu dáng nó sẽ như thế này, các bạn nhìn kỹ nha. Nó, mình đội thì nó như thế này, còn một bạn nữ hoặc bạn chạy xe đạp bạn đội thì nó cái kiểu nó sẽ như thế này. Song song mà cái dòng nó giống giống như bóc 01 này là cái dòng bóc Faken. Cái kiểu dáng nó cũng có cái kính này luôn và nó phối thêm nhiều màu khác. Cái đuôi nó không nhỏ gọn bằng, mình sẽ lấy lên cho các bạn coi luôn ha. Cái bóc Faken á là một cái mũ nó kiểu dáng nó giống như bóc 01, nó cũng có kính ngoài trước mà cái kính nó hơi nhỏ hơn một chút xíu. Cái logo trên đây á là nó giống như là logo là cái kim loại sáng, nhìn nó rất là sáng, nó khác biệt ha. Bây giờ mình cũng sẽ đội thử cho các bạn luôn. Phiên bản này thì nó có màu trơn và nó có màu sơn vân carbon như thế này ha. Thì những chiếc mũ này á, nó đều là mũ free size cho vòng đầu từ 54, 55 tới 62 cm. Bằng cách điều chỉnh cái vòng xoay phía sau này ha, chúng ta có thể là siết nó ôm chắc hơn, cũng như là nới cho nó rộng ra, nó thoáng ra. Thì những cái bạn mà đội đẹp á, thì nói chung á, cái sản phẩm nào cũng vậy, nếu như mà bạn vừa người á, thì đội nhìn nó sẽ đẹp dễ thương hơn. Cái này như mình nói lúc nãy là nó cũng có cái đuôi ngoài sau luôn nè. Đó, đuôi phía sau này nó chỉ đặc trưng bởi cái chữ bóc và chữ Faken này là nó làm bằng cái logo kim loại, nó khác với cái bóc 01. Cái đuôi của nó sẽ ngắn hơn một chút, nó ít nhọn hơn. Cái đuôi này nó sẽ nhọn hơn một chút, nó có hai tầng ngoài sau này. Em xoay qua một chút xíu cho mọi người coi luôn ha. Cái này thì nó có cái tầng trên này và tầng dưới này, còn cái này nó chỉ có vuốt một cái phẳng giống như thế này thôi. Và cái điểm giống nhau giữa hai chiếc mũ này á, là nó có cái kính phía trước. Em xoay qua một chút xíu ha. Đó, cái kính như thế này nè. Thì cũng giống như cái cái kính này á, cái 500 hút mạnh hơn một chút xíu so với kính này, cho nên nó sẽ chắc hơn. Các bạn đi á, mà dằn sóc á, nó sẽ rất là khó xuống chút xíu ha. Đó, dằn sóc nó sẽ khó, nó không bao giờ nó rớt xuống được chứ. Mình sẽ thử mình sóc cho các bạn coi. Mạnh như thế này nè, cái da tóc nó sẽ ở cao vậy á. Cái nón này cũng vậy luôn ha. Mình sẽ thử mình sóc cho các bạn coi. Đó, bạn thấy không? Nó sẽ không có bị gọi là cái sự thay đổi đột ngột của vận tốc á, nó không có làm cho cái kính này nó bay ra khỏi cái nón này được, cho nên á, cái hiệu quả sử dụng thực tế của nó là tốt nha các bạn. Và những cái nón này mình nói rồi á, là dùng để chơi thể thao, chạy xe đạp cũng như là chơi trượt patin rồi thôi. Nó khác lạ, nó đẹp, nó có những cái phối màu mới trẻ trung và nhìn kiểu dáng nó khác lạ hơn thôi. Chứ còn điều nó cũng đều giống như những cái nón xe đạp, nón thể thao trước đó thôi. Tiếp theo đây á là bên mình sẽ đổi thử cho các bạn coi cái dòng bóc 02 và đặc trưng của nó là có hai cái ống xả ngoài sau, nhìn nó rất là ngầu ở như thế này. Cái bóc 02 này cái đặc trưng nó là ngoài sau có hai cái ống xả nè, nhìn kiểu dáng nó khác lạ. Đổi thử lên cho các bạn coi ha. Thì mình nói lúc nãy nó cũng là cái điều chỉnh cái vòng ngoài sau này thôi, điều chỉnh cho nó siết vô, nó ôm khít vô là được ha. Những cái nón này đều là nón làm từ hạt nhựa xốp đen của Mỹ á, cái chất lượng rất là cao, đều đặc chuẩn châu Âu hết. Cái ngoài sau này nó có cái ống xả ngoài sau nè, nhìn ngang các bạn sẽ thấy nó rất là ngầu. Khi bạn chạy xe bạn sẽ cúi xuống một góc khoảng 15-20 độ gì đó để cho các bạn chờm cái ta lái phía trước chút xíu nè, thì nhìn cái kiểu nguyên cái phơm dáng nó đẹp đó. Bạn cứ nhìn một góc đầy đủ hết á. Thì cái đặc trưng nhất của dòng nón này là nó vậy. Những cái nón này thì nó có nhiều màu nha, và màu sắc mình có show trên website mình đầy đủ hết, mình sẽ cho link các bạn xem, có giá sẵn luôn. Nón này thì bên mình là ship tận nhà, kiểm tra thử không có lỗi, ok, đẹp hết á, thì nhận hàng thanh toán tiền.
còn mà hàng bị lỗi hay bị gì cứ từ chối nhận hàng là xong ha. Mấy nón này thì mình bảo hành 3 tháng. Nó rất là nhiều màu nha. Màu này là cái màu đen và có viền đỏ nè, một cái sự nổi bật khác biệt. Còn có những cái màu giống như màu xanh ngọc nữa, cũng rất là đẹp ha. Cái nón này nó dày dặn lắm, nó bự lắm. Mà cái khối lượng của nó cũng chỉ có khoảng 300 gram thôi. Nón này nó bóc 02 nha. Rồi, ok, mình sẽ để nó xuống đây một cái. Tiếp theo đây, mình sẽ cho lên dòng bóc 03. Đây là cái nón bóc 03. Cái đặc trưng của nó thiết kế là những cái cánh này nó sẽ xẻ nhìn giống như những cánh sen vậy nha. Và màu của nó cũng có 7-8 màu luôn nha các bạn. Ở đây là màu đen bóng. Thì bạn mẫu mình sẽ đội cho các bạn coi màu đen bóng. Nó có chút xíu xám xám ngoài sao, nhưng màu này vẫn là màu đen bóng nha. Còn cái màu này là đen với cái màu xanh, xanh ngọc, ruby kiểu nó là lạ. Cái màu xanh ngọc thôi, ruby là hồng ngọc rồi. Cái kiểu này thật sự ra nếu mà nói thích cái kiểu nào trong những cái nón bóc này á, là mình thích cái kiểu bóc 03 này nhất nè. Cái kiểu mà đội phơm ngang nhìn nó kiểu nó rất là đẹp, nó có cái đuôi ngoài sao nè, nó không có dài giống như là bóc 01, nó cũng không có kiểu giống như là bóc Falcon, mà nó là một cái tầng ở trên này, một cái uốn lượng như này nữa. Mà không biết làm sao á, mà nhìn vô kiểu dáng nó thì thấy nó dễ chịu và nó có cái cá tính riêng, nhìn nó độc độc. Nó không có độc đáo kiểu mà hầm hố giống như cái bóc 02 là có cái ống bô ngoài sao. Thì những cái nón này là chủ yếu á, là cái kiểu dáng của nó. Bạn thích kiểu dáng nào thì bạn chọn cái đó thôi. Thì cái mục đích của video này cũng chỉ là show một cái cách thực tế cắt góc là một người nam, một người nữ. Tại có nhiều bạn nữ cũng thích nón này mà không biết là toàn là nam đội không à, nữ đội thì như thế nào. Cho nên phải cần thêm một cái bạn ở kế bên đây để trình diễn một cách thực tế cho bạn coi ha. Đó, bạn cứ coi kỹ ha, nó rất là đẹp. Nón này là bóc 03 nha các bạn. Rồi, mình sẽ lên tiếp tục cái dòng bóc 04. Cái dòng này thì nó có nhiều cái tùy biến lắm. Ở trên đây là bóc 04. Thì cái kiểu dáng của nó sẽ có một cái G ngoài sau là cái đuôi ở đây, ở ngoài đây. Và cái đặc trưng của nó là nó có những cái lỗ thoáng trên đây rất là nhiều ha. Cái bóc 02 này nè, nó là nguyên cái mảng trên đây là nó kín hết luôn nha các bạn. Còn bóc 03 thì có những cái đường rãnh xẻ, còn cái này là những cái lỗ. Và đặc biệt cái nón này chúng ta có thể lắp ở đây là cái miếng nhựa, những cái lỗ nhiều lắm, nhiều lỗ. Còn ở đây là cái miếng kính hết, lắp vào nó sẽ che toàn bộ những cái phần hở ra như thế này. Thì cái nón này nó chỉ đặc trưng ra, thì thật sự ra nó chỉ là một cái cách điệu cho nó khác biệt chút xíu thôi. Chứ còn về tính năng thì nó cũng giống y hệt những cái nón này. Mình sẽ đổi thử cho các bạn coi ha. Để anh tháo cái này ra cho nó dễ chịu nhìn không. Thì các bạn có thể nhìn coi cái kiểu dáng của nó, cắt góc này ha. Chắc mình phải có một cái buổi nào đó làm ngoài trời, ngồi trên chiếc xe đạp chạy thì có nó làm sao. Tiếc là giờ mình không có xe đạp để làm cho các bạn coi. Đó, các bạn nhìn đi. Những cái nón này thì mình đã nói nhiều rồi các bạn. Nó là nón thể thao dành cho đi xe đạp, chơi thể thao thôi. Còn đi xe mô tô là xe từ 50cc trở lên đó, thì sẽ bị phạt và mức phạt là từ 200 tới 300 nha. Các bạn cân nhắc lựa chọn cho nó đúng luật, bảo vệ túi tiền và bảo vệ sức khỏe như độ an toàn của mình. Mình thì mình bán cái gì mình cũng đều nói trước cảnh báo đó. Chứ còn nói bậy nó bạ để bán được thì nó dễ lắm, nhưng mà lỡ xảy ra chuyện đó, thì ai mà chịu cho các bạn đó được. Bị phạt tiền là một chuyện, bạn chửi mắng mình thôi. Còn lỡ có ngã xuống mà bị trầy mặt trầy mày, còn nặng hơn là bị chấn thương đó, thì nó mình không bao giờ mà mình chịu được những cái tổn thất giống vậy, mà cũng không có đền nổi cho các bạn đâu. Rồi, các bạn có coi kỹ ha. Giờ mình là dòng bóc 04 nha các bạn. Cái dòng bóc 04 là những đặc trưng là có thêm những cái này đó. Tiếp theo cuối cùng đó chính là dòng bóc 07. Cái này nó chưa có bóc 05 với bóc 06, nó lên luôn bóc 07 ở đây. Cái dòng bóc 07 này á, thì cái kiểu dáng của nó có thể nhìn thấy là có cái mỏ ngoài trước đây nè, có thể điều chỉnh lên xuống được và nhìn nó dễ thương. Cái này các bạn nữ hoặc những cái bạn nhỏ đội chắc nhìn dễ thương á, đội lên mình chắc nhìn là không có thương nổi rồi. Đây, đây nó cũng có nhiều màu nha. Những cái nón nãy giờ mình nói là nón nào cũng có nhiều màu hết, chỉ có là nó khác biệt cái kiểu dáng thôi à. Các bạn có thể nhìn sơ ngang ha, nó có cái mỏ ngoài trước đây, nhìn nó dễ thương, nhìn nó khác với những cái nón nãy giờ mình trình bày lên. Nhìn vô cái là biết nó khác liền. Thì các bạn chắc không cần phải nhớ giá đâu. Các bạn nếu mà coi cái video này cứ chụp cái màn hình lại có cái nào á, thì gửi qua mình sẽ gửi link cho bạn coi đầy đủ những cái màu của nó có hết, chứ không có phải là khó khăn tới mức là phải nhớ bóc không mấy không mấy. Thật sự ra đặt tên gì nó cũng rất là khó. Cái này nó cũng phải sản phẩm mà xịn như iPhone mà phải đặt tên tới người ta biết liền. Chứ là bạn nhìn cái hình, bạn chụp cái màn hình lại, bạn thích cái nào bạn gửi tin nhắn vô thì bên mình sẽ tư vấn cho các bạn coi nó dễ nhất thôi. Đó, nãy giờ là bên mình đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Bóc 01, bóc Falcon, 02, 03, 04, 07.
tới 6 mẫu luôn đó ha. Các bạn cứ theo coi chi tiết. Còn giá nó thì mình có công khai trên website hết. Chính sách bán hàng của mình thì cũng như vậy thôi. Gửi hàng tới kiểm tra không có lỗi và đúng đẹp như mong đợi của bạn thì bạn thanh toán tiền. Còn không thì bạn cứ tự giới nhận hàng là được ha. Rồi, ok các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.